Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có phương án thiết lập và quan tâm đầu tư cho hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch. Vấn đề nâng cao năng lực điều trị càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn thích ứng an toàn với dịch COVID-19, bởi đây là một trong ba tiêu chí được Bộ Y tế hướng dẫn để phân loại mức độ an toàn của mỗi địa phương. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, một trong 11 cơ sở điều trị tầng 1 trong kế hoạch tháp điều trị 3 tầng của tỉnh Hưng Yên, hoàn thiện khu nhà 5 tầng biệt lập, sẵn sàng 30 giường hồi sức tích cực có thể lắp đặt hệ thống oxy trung tâm, cử cán bộ hồi sức cấp cứu đi tập huấn là những bước chuẩn bị của trung tâm để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ, nguy cơ thấp. Với nguồn lực xã hội hóa, đây cũng là trung tâm y tế đầu tiên của tỉnh có hệ thống xét nghiệm PCR và đang được đầu tư phòng hồi sức tích cực ICU. Với cái nhân lực và trang thiết bị hiện tại, chúng tôi sẵn sàng sẽ đảm nhận được cái điều trị cho bệnh nhân COVID F0 không triệu chứng hoặc là ở cái thể rất nhẹ. Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên được chỉ định là cơ sở điều trị tầng 2 của tỉnh với quy mô 100 giường điều trị cho bệnh nhân mức nguy cơ trung bình. Bệnh viện vừa được đầu tư hệ thống oxy trung tâm trị giá 2 tỷ đồng, hoàn thiện hệ thống vệ sinh khép kín và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, nhân lực lên phương án cho nhiệm vụ sẽ là cơ sở điều trị chính của tỉnh Hưng Yên trong tình huống dịch xảy ra trên diện rộng. Quan trọng nhất là chúng tôi chuẩn bị cái hệ thống oxy, thì chúng tôi đáp ứng trước mắt được khoảng độ 24.000 mét khối oxy. Nhân lực thì chúng tôi cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu với 13 bác sĩ và 18 điều dưỡng đã được tập huấn. Trong tình huống có bệnh nhân nặng, tỉnh Hưng Yên sẽ thiết lập bệnh viện phổi thành cơ sở điều trị tầng 3. Phương án tháp điều trị 3 tầng của tỉnh Hưng Yên gồm 16 cơ sở y tế công lập và tư nhân với tổng số 680 giường bệnh, trong đó có 3 cơ sở dự lệnh. Những cơ sở chưa có hệ thống oxy trung tâm sẽ sớm được bổ sung bởi đây là yếu tố tiên quyết trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp dịch bùng phát lớn, thì ngành y tế đã yêu cầu tất cả các bệnh viện trong tỉnh dành 40% giường bệnh để phục vụ công tác điều trị COVID. Và chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các trạm y tế lưu động để phục vụ cho công tác điều trị COVID tại cơ sở. Và chúng tôi xác định tầng 1 ngoài trung tâm y tế ra thì các trạm y tế cũng là nằm trong tầng 1. Năng lực điều trị cùng với tỷ lệ ca mắc mới và độ bao phủ vaccine là 3 tiêu chí để phân loại mức độ dịch của mỗi địa phương. Việc nâng cao năng lực điều trị từ tuyến tỉnh đến cơ sở sẽ góp phần đảm bảo cho tỉnh Hưng Yên thích ứng an toàn với dịch COVID-19 một cách căn cơ, bền vững.